cùng các bạn cách dự trữ các loại hoa quả cho vào ngăn đông lạnh như thế nào nhé. Đặc biệt là xoài, tớ vừa cắt xong một quả xoài rồi. Bây giờ tớ vẫn còn xoài nữa để cắt để tớ làm đông lạnh vì tớ đang có rất là nhiều hoa quả. Thì bây giờ mình sẽ cùng nhau học cách đông lạnh các loại hoa quả như thế nào cho đúng cách để làm khi mình làm smoothie cho ngon nhé. Xoài các bạn đã chín rồi, xoài dứa các bạn làm đông lạnh rất là dễ. Thì các bạn xoài tớ vừa cắt một quả rồi, còn miếng nữa tớ cắt tiếp nhé. Nó chín nhanh lắm mà một mình ở bên này ăn không hết, cho nên là tớ hay dự trữ hoa quả đông lạnh, bỏ đi thì lãng phí. Và những loại hoa quả đông lạnh này các bạn dùng để các bạn làm smoothie rất là ngon nhé, nên đừng bỏ đi. Và khi nó chín rồi thì các bạn nhớ bỏ vào ngăn đông lạnh ý. Các bạn dùng hàng vài tháng thoải mái nhé. Xoài đặc biệt là xoài nhà mình rất là rẻ, đợi đến mùa xoài mà nó rẻ các bạn mua nhiều và các bạn được bảo quản nhé. Đấy là cách mà tớ hay mua hoa quả, đợt những khi nào nó vào mùa là tớ hay dự trữ đó. Có cái hột xoài này, trông thích gặm hột, thích gặm hột xoài. Các bạn cắt thành từng khúc một nhỏ, tớ thích cắt thành khúc một nhỏ bởi vì khi mình cho vào cái cối xay của cái máy sinh tố thì nó cũng dễ hơn ấy, nó không bị to quá và mình xay nó cũng sẽ nhanh hơn. Đặc biệt là những bạn nào mà cối sinh tố xay mà nó không được khỏe thì các bạn càng phải nhỏ hơn một chút nữa nhé. Tớ thích ăn hột xoài lắm, mọi người thích hột xoài, tớ thích hột xoài lắm. Thì cắt là tớ cắt thành từng khúc nhỏ xinh xinh như thế này. Sau đó là tớ sẽ dùng tùy theo cái tủ lạnh như các bạn nhé, để các bạn có thể dùng khay. Nhưng đối với cái tủ lạnh nhà em mang nó khá là lớn, sẽ dùng cái khay như thế này. Và tớ sẽ xếp lên một lớp giấy nén, lấy lên một chút giấy nén tớ cho lên cái khay để làm sao cho cái khay của mình nó sạch. Thứ hai nữa là chút nữa mình vệ sinh nó cũng dễ, vệ sinh khay nó cũng dễ. Cắt thêm một chút giấy nén này. Thế là cách các bạn đông lạnh hoa quả để nó không bị dính nhé. Chứ đừng để chồng đống vào nhau này mà các bạn bỏ vào đông lạnh thì nó sẽ dính, nó đá, hình nước đá lúc ra rất là khó. Sau đó cho cái khay này rồi nhé các bạn nhé. Sau đó mình sẽ xếp những cái miếng xoài mình cắt ra. Các bạn hoàn toàn làm bằng phương pháp này cho tất cả các loại hoa quả, như là chuối này, chuối mà chín quá các bạn cũng bỏ ra khay, hoặc là cho vào một cái túi bóc vỏ này, hoặc là dứa các bạn cũng làm tương tự này. Và mình để cho đến khi nó đông lạnh nó khoảng bao nhiêu nhỉ? 2 tiếng không? 2 đến 3 tiếng tùy theo cái tủ nhà mình. Khi nó đông lạnh rồi thì các bạn cho vào hộp hoặc là túi Ziploc của các bạn bảo quản nhé, cho hàng vài tháng mới hết đấy. Sau khi tớ đã cho ra khay rồi thì tớ sẽ cho vào ngăn đá như thế này. Ngăn đá của tớ nó khá là rộng, tớ cho vào ngăn đá này, để trong ngăn đá này. Các bạn cho vào đây đợi nó khô xong các bạn sẽ cho vào trong cái túi hoặc là trong cái hộp của mình để bảo quản. Như vậy là đã xong rồi đấy. Em Mai sẽ lấy mẫu cho các bạn xem mà sau khi nó đã đông lạnh rồi nó sẽ như thế nào nhé. Ví dụ như là xoài này, dứa này, quả blueberry của tớ này, chuối này. Đây là một loạt những loại hoa quả đông lạnh mà tớ đã làm tương tự. Và khi nó đã đông lại rồi thì tớ sẽ cho ra. Mục đích các bạn làm như thế bởi vì nó sẽ không bị dính vào nhau. Đặc biệt là hoa quả nó có nhiều nước ấy, thì nó khi mà các bạn cho đông lạnh và cho đổ hỗn hợp vào một cái hộp thì nó sẽ bị dính vào nhau, mà lúc các bạn lấy ra nó rất là khó. Cho nên là các bạn cho ra một cái khay để nó đông lạnh trước, sau đó các bạn cho vào từng miếng một vào cái túi hoặc cái hộp thì giúp để lấy ra nó cũng tiện hơn. Các bạn thấy thì nó đông lạnh thành cứng thành từng viên một như này. Thì là dứa nhá, dứa nhiều lắm, dứa một quả to thấy chưa, thành từng viên một, mình lấy ra cũng dễ và mình dùng cũng dễ. Cho nên là đấy là cách để các bạn bảo quản đông lạnh. Ví dụ như các loại hoa quả nhà mình mà sẵn như là xoài này, dứa này, chuối này. Chuối đây, chuối em mang có hàng bịch như này, cũng bẻ nhỏ nó ra để cho vào làm smoothie cũng dễ. Cho vào như thế này. Đây chuối và xoài. Còn đây là xoài cho các bạn xem nhé. Xoài đây, cũng thành từng miếng, từng khúc nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này. Đây, tớ khúc nhỏ nhỏ xinh xinh này. Khi lấy ra tớ làm smoothie rất là dễ, nó không bị dính vào nhau. Và mình xay nó cũng rất là nhanh, thì đây là cách tớ bảo quản đông lạnh. Thì sau video này thì Emma chúc các bạn làm thật nhiều món ăn ngon. Và nếu các bạn yêu thích video của Emma, đừng quên chia sẻ video này cho người thân và bạn bè mình. Và đừng quên subscribe trang YouTube Emma Phạm Kitchen để nhận được nhiều video như món ăn ngon tiếp theo nhé. Các bạn nhớ ấn cái nút gì nhỉ? Ấn cái nút subscribe này và nút hình cái chuông bên trên ấy, để các bạn tự sẽ thấy được những video mà Emma ra hàng tuần. Hàng tuần sẽ cố gắng được khoảng 2 đến 3 video cho cả nhà mình, chia sẻ những kinh nghiệm nấu ăn này, những món ăn ngon này, để chị em mình cùng nhau ăn uống healthy, tốt là sức khỏe nhé.